Một ông sao sáng, hai ông sáng sao, ba ông sao sáng, sáng chiếu muôn ánh vàng. Chị đang hát về những ngôi sao lấp lánh đấy các em ạ. Hôm nay mời các em cùng học bài thơ Ngôi sao lấp lánh cùng bạn Su Su nhé. Ngôi sao lấp lánh. Có ngôi sao lấp lánh trên trời cao, đố bạn nào với được tới ngôi sao lấp lánh trên trời cao. Có bạn nào từng muốn hái được ngôi sao trên trời cao không? Ngôi sao thật đẹp đúng không nào? Chúng mình cùng Su Su đọc bài thơ một lần nữa nào. Ngôi sao lấp lánh. Có ngôi sao lấp lánh trên trời cao, đố bạn nào với được tới ngôi sao lấp lánh trên trời cao. Bố mẹ chúng ta thường bảo rằng nhiều sao thì nắng, vắng sao thì mưa, đêm nào nhiều sao là hôm sau có nắng đấy các em ạ. Các em nhớ chăm chỉ học bài nhé, chị chào các em. Chào các bạn nhỏ đáng yêu, các em có thích làm bác sĩ không? Bạn Su Su thích làm bác sĩ lắm đấy. Hôm nay chúng mình cùng Su Su học bài Bé tập làm bác sĩ các em nhé. Bé tập làm bác sĩ. Bé vội cầm ống nghe vì gấu bông cứ khóc, thỏn đầu cũng đang nhè. Bé sũng rềnh thật khéo, các em nín ngoan nào để cho chị khám thử. Bệnh các em làm sao? Ôi, thỏ đầu đau bụng vì ăn nhầm rau xanh. Chị sẽ cho em thuốc ngậm muối cùng với chanh. Còn gấu bông bị ngứa, gãy xước khắp da người, đêm qua bị muỗi đốt, phải nằm màn ngủ thôi. Các em yêu quý chị, nhớ luôn biết vâng lời, giữ cho mình thật khỏe để tha hồ vui chơi. Hoan hô bác sĩ nhí, thế là hết bệnh liền. Đúng rồi, người lớn bảo bác sĩ như mẹ hiền. Bé tập làm bác sĩ. Gấu bông và thỏ nâu bị bệnh gì các em nhỉ? À đúng rồi, gấu bông bị ngứa, gãy xước khắp da người. Còn thỏ nâu thì bị đau bụng vì ăn nhầm rau xanh. Vậy bạn nhỏ đã chữa bệnh cho gấu bông và thỏ nâu như thế nào? Chúng mình đọc lại bài thơ một lượt nữa nhé. Bé vội cầm ống nghe vì gấu bông cứ khóc, thỏ nâu cũng đang nhè. Bé sũng rềnh thật khéo, các em nín ngoan nào để cho chị khám thử. Bệnh các em làm sao? Ôi, thỏ đầu đau bụng vì ăn nhầm rau xanh. Chị sẽ cho em thuốc ngậm muối cùng với chanh. Còn gấu bông bị ngứa, gãy xước khắp da người, đêm qua bị muỗi đốt, phải nằm màn ngủ thôi. Các em yêu quý chị, nhớ luôn biết vâng lời, giữ cho mình thật khỏe để tha hồ vui chơi. Hoan hô bác sĩ nhí, thế là hết bệnh liền. Đúng rồi, người lớn bảo bác sĩ như mẹ hiền. Bạn nhỏ cho thỏ nâu ngậm muối với chanh để khỏi đau bụng đấy. Còn gấu bông được bác sĩ nhí khuyên là đi ngủ phải buông màn để không bị muỗi đốt nữa. Các em thấy bác sĩ nhí có giỏi không? Các em nhớ giữ gìn cho mình thật khỏe theo lời của bác sĩ nhí nhé. Chào các em!
Chào các bạn, Susu vừa mới đọc một bài thơ có chú bò tập hát đấy. Các bạn nhỏ có muốn biết chú bò hát như thế nào không? Cùng Susu đọc bài thơ chú bò tập hát nhé. Chú bò tập hát. Đôi mắt lim dim, đôi tai quát quạt, bò đứng tự tin, chênh vênh gò đất, cờ đuôi múa tít, cái mũi phí phò, bò say sưa hát, ậm bò, ậm bò. Cỏ cây ngơ ngác, chim chóc sững sờ, cỡ như ai khóc, hóa ra chú bò bữa nay tập hát. Lần đầu tập hát nhưng chú bò rất tự tin đấy. Chú đứng trên chiếc gò đất, đôi mắt lim dim, đôi tai quát quạt trông thật đáng yêu phải không nào? Vậy cỏ cây và chim chóc khi nghe tiếng bò hát thì phản ứng như thế nào nhỉ? Mình đọc lại một lượt nữa nào. Chú bò tập hát. Đôi mắt lim dim, đôi tai quát quạt, bò đứng tự tin, chênh vênh gò đất, cờ đuôi múa tít, cái mũi phí phò, bò say sưa hát, ậm bò, ậm bò. Cỏ cây ngơ ngác, chim chóc sững sờ, ngỡ như ai khóc, hóa ra chú bò bữa nay tập hát. Nghe tiếng bò tập hát, cỏ cây thì ngơ ngác, chim chóc sững sờ và cứ tưởng ai đó đang khóc. Nhưng các bạn nhỏ ơi, chú bò tự tin tập hát như vậy là rất đáng khen rồi phải không nào? Susu mong rằng chúng mình cũng sẽ tự tin như chú bò trong bài thơ trên. Giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại! Các em nhỏ thân yêu ơi, hôm nay chị có một câu hỏi nhỏ dành tặng các em nè. Như nắm tơ tròn, lon ta lon ton, quẩn quanh bên mẹ, đôi chân tí xíu, chiếc mỏ tèo teo, chiếp chiêu, là con gì các em nhỉ? Chúng mình cùng bạn Susu đi tìm câu trả lời nhé. Đàn gà con. 10 quả trứng tròn, mẹ gà ấp ủ, hôm nay ra đủ, mới chú gà con. Lòng trắng lòng đỏ, thành mỏ thành chân, cái mỏ tí hon, cái chân bé xíu, lông vàng mát dịu, mắt đen sáng ngời. Ơi chú gà ơi, ta yêu chú lắm. Đó chính là những chú gà con phải không nào? Đàn gà con xinh xắn như vậy, ai mà chẳng yêu các em nhỉ? Hãy cùng Susu đọc lại một lần nữa nhé. Đàn gà con. 10 quả trứng tròn, mẹ gà ấp ủ, hôm nay ra đủ, mới chú gà con. Lòng trắng lòng đỏ, thành mỏ thành chân, cái mỏ tí hon, cái chân bé xíu, lông vàng mát dịu, mắt đen sáng ngời. Ơi chú gà ơi, ta yêu chú lắm. Các em đã thuộc bài thơ này chưa? Chị tin là một số bạn đã thuộc rồi đấy. Chúng mình hãy luôn nâng niu những chú gà con nhé. Hẹn gặp lại các em. Nhấn nút subscribe để cập nhật các video mới nhất từ Bookit bạn nhé.